Cũng tại Hòa Vang, những ngày qua, bằng nhiều phương thức, các địa phương trên địa bàn huyện đã đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ lúa hè thu năm 2021 trước mùa mưa bão nhằm tránh thiệt hại về sản lượng. Ngoài diện tích lúa hè thu Trà Một khoảng hơn 300 hecta đã được bà con nông dân thu hoạch và phơi khô, hiện nay trên các xứ đồng, không khí thu hoạch lúa diễn ra khá nhộn nhịp. Các xã, ngoài việc cắt cử người đứng ra hỗ trợ bà con thu hoạch lúa nhằm tuân thủ các quy định phòng chống dịch, thì đối với những gia đình có người nằm trong diện F liên quan, địa phương phân công lực lượng dân quân thường trực, phối hợp với thôn đội và các tổ chức đoàn thể thu hoạch giúp. Cũng rất là cảm ơn lãnh đạo của xã cũng như là cấp trên tạo điều kiện để cho bà con dân thu hoạch sớm để mà của ảnh hưởng đến cái mưa dông gây cái hư hỏng lúa của ống lúa của bà con. Tuy nhiên tại một số xứ đồng, tình trạng máy gặt hư hỏng chờ sửa chữa hoặc chủ phương tiện máy gặt chuyển sang thu hoạch các địa phương khác cũng gây nhiều khó khăn cho bà con trong quá trình thu hoạch lúa tránh bão. Mùa khai nó là mưa lụt là gần tới mà chị đã nghe thông tin là công bố là gần tới nữa, thì coi như chị yêu cầu là ở cấp trên phải có hỗ trợ chi để cho dân của chị, đầu xá của chị để thu hoạch sớm hơn và để cho lúa về nhà cho bà con để yên tâm. Có người bữa hôm nay là chưa có hộ mua về nhà hết. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, tính đến ngày 8 tháng 9, Hòa Vang đã thu hoạch được hơn 1.500 trên 2.039 hecta, đạt gần 74% kế hoạch. Huyện cũng sẽ tập trung vật lực phấn đấu thu hoạch dứt điểm diện tích lúa hè thu trước mùa mưa bão.